Thanh hương vị xúc pháp xứ không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, nhãn giới không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Nhĩ giới không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Tỷ giới không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Thiệt giới không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Thân giới không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Ý giới không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, địa giới không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Thủy hỏa phong không thức giới không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, vô minh không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, pháp không nội không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,